Lùa Tống Phương chợ gì các bạn ha. Hai mình gài mịp mà nó dính được con các bạn. Lại bắt mới được. Đấy, đem máy quay theo mà nó gãy mẹ cái gãy từ sướng rồi quý vị các bạn. Dính được con quý vị các bạn. Đem cây gậy tươi sướng theo mình để lại quay hồi đạp gãy mẹ nó lấy gì quay các bạn ơi. Ủa giờ dính được con nha các bạn, để Tống Phương bắt ra quý vị các bạn, là để tung hồi cái lũng lứ gậy tươi sướng theo gãy mẹ mấy bạn ơi. Thua trời gối lâu lắm rồi, cay quá mình không nhìn không thấy mà nghe giấy bành bành mình lợi rồi được em cũng chà bá lửa các bạn ơi. Dính em đầu tiên quý vị các bạn, đem cái gậy tươi sướng để quay mọi gãy trơn rồi mình không quay cho bạn xem được rồi, cái này dính mình quay cho bạn xem vui ha, để mình còn con nữa mình gài tiếp tục có dính không mấy bạn. Con kia nhát quá không dính rồi bạn ơi, giờ điểm khác. Giờ điểm khác mấy bạn ơi, hết dính rồi. Giờ điểm mới nha mấy bạn. Thank you.
9 em nữa các bạn, hai con nữa các bạn. Chợ bên kia xuống hoài mà nó khôn quá, nó không lợi các bạn ơi, dính được con. Tới mình đi kiếm chỗ khác gác nha các bạn ơi. Đây điểm mới nè mấy bạn. Cụ này dính con còn cái hết dính nữa. Đây điểm mới. Woo-hoo-hoo!
Ba miệng biệp mà nó hai con này chết chơi nữa các bạn, con còn sống sống mình gọng trọng này phải con kia mình chối giò, nhưng mấy con kia thì nó sống hơn các bạn, dính mà bạn bỏ vô túi lưới rồi nó tung hồi là nó chết ngắt luôn các bạn. Này rút kinh nghiệm đợt một quý vị các bạn, để mình cho mấy bạn xem con kia nó còn sống mình thử các bạn. Con này tại thả thí mà nó không có buộc lại rồi nó dễ họ chết mà bạn ơi. Để cho các bạn xem con kia các bạn. Mình gác bên trước cửa mình không bệnh đường gác bệnh các bạn. Cỏ không mà không quay được, để chừng nào dính rồi mình quay cho các bạn xem thành quả ha. Còn không dính thì Tống Phương không có quay các bạn. Tại đó mình gác cũng ba bốn lần rồi mà không dính các bạn, chim nhát không xuống, cái cỏ không có nền đặt mà cái bẫy các bạn. Đây là hai chim biệp tơ của mình quý vị các bạn, tơ mình bắt nuôi hổng nhỏ không tập cho ăn thức ăn, tới lớn không tập cho ăn, nó yếu ăn thức ăn quá các bạn. Ai nuôi con biệp thì cho ăn thức ăn từ nhỏ lớn tới lớn cho ăn thức ăn nó dễ không quý vị các bạn. Cho ăn thịt ăn cá ăn ốc rồi không bị bắt mà mệt mỏi lắm. Hai con này nó ăn là dữ lắm nha quý vị các bạn, một ngày có ký ốc. Nó còn nó còn sống quý vị các bạn. Trời ơi nãy giờ con lòng tung hết hồn các bạn ơi. Con nó nãy mình chói nó sống. Chói giò nó là nó sẽ chói cánh không có giết được là nó sống cái gì các bạn, nó không chói là nó tung hồi là nó mệt chết. Đó, mình bỏ lòng các bạn, ta không có chỗ nhốt các bạn, sống thoải mái mình không gành các bạn, chưa có kinh nghiệm không. Rồi Tống Phương quay sơ lược cho anh em bạn bè xem vui ha. Mai mốt có đi gác biệp thì mình cũng quay video giáo cho quý vị các bạn xem vui ha. Nay mới gì đem đi tính quay cái gãy mẹ cái cây từ sướng rồi các bạn ơi, không quay được, gắn lại quay đỡ luôn, rớt lên rớt xuống quay được có hai con rồi các bạn, còn mấy kia gãy chắc gãy rồi không quay lại, quay dắt nó dính các bạn. Ăn dịch nhấp mình đâu rồi. Tống Phương xin kết thúc clip đây quý vị các bạn ơi, mình hẹn lại clip kế tiếp quý vị các bạn.